Hello everyone, welcome back to my channel Start Scale Dragon. Và các bạn mình có phá tất cả mọi người nha. I see you one. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chocolate bar. I'm going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream bar. Rồi sau đó thì mình sẽ vào đây và tìm một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Let's go.
OK, rồi thì về xe thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ice Cube chưa? Thank you.
Sigurus. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Thank you.
đây thì mình sẽ phải phá bức tường. Help me out of here, please. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ 3. Let's go. Ở đây thì ngoài trời đang mưa. Ok, tiếp tục nào. Tựa game thứ tư. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. Great job. That's right, great job. That's right, you're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse. Now it's sweep, sweep, sweep.
Quyển sách thứ 3. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Looks like it's sweeping time. Quyển sách thứ 4. Detention for you. Ở đây thì khi anh ta bắt các bạn thì các bạn sẽ mất trong vòng 15 giây thì mới ra được khỏi căn phòng này. I wanna play with someone. Oh my god, ông ta đang gọi. Let's play. Để trả lời câu hỏi này ngay, sau đó thì right now. Oops, you messed up. Cô bé đã bắt đi rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Ice cream bar. Jumping with the van running. How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean,
Is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Is anybody watching? Let's go. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cất những món đồ này vào trong xe. Thank you.
Thank you.
Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, yes. what can I do for you? Yeah, let's go. Let's go. Mình sẽ sang phần 4. Let's go. Phần 4 này thì cả 4 người đều bị bắt. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ phải giải cứu bản thân mình ra. Và tìm cách để giải cứu những người bạn này ra. Thank you.
7-1, ok. Bye.
Let's go.
Sau đây mình sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa đã. Vào trong nhà này và tìm chiếc chìa khóa. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Mình sẽ vào lại xem đi nào. Ok, tiếp tục là. Thank you.
ủi cái này ra. Rồi được rồi. Để tôi hồi đây. Tốc độ đi mình thấy có vẻ hơi chậm một chút. Do you want to play hide and seek? Ta không thể đi được, đâm ra mình chết oan. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đây các bạn sẽ hóa thân là anh chàng Ice Cream. Và đấy là một tựa game kinh dị các bạn nhé. Understand. This is terrible. I hope no one got hurt badly. Thank you.
What happened? Soren. So, okay. Và các bạn cùng mình khám phá tới kênh tiếp theo nha. Let's go, one day. Sao không di chuyển được cái đấy ra? Rất giống hình ảnh vừa rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Quách Kỳ Kla. Không vào được, mình thử vào lại xem đi thôi. What? Oh my gosh, không chơi được game này rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.